Em ơi, cho anh nói chuyện với gia đình một chút được không? Dạ vâng, được ạ. Cảm ơn em. Bác Hùng siêu anh hùng ơi, bác nhớ chiến đấu thật giỏi nhá. Cháu là ở đây để tiếp thêm năng lượng cho bác. Spider-Man, tiếp thêm năng lượng cho bác. Còn đây là năng lượng của cả nhà tiếp thêm cho anh. Ông này, ông ấy không thích nghe mấy cái lời xến xúa đâu. Bây giờ còn chả biết phải nói với anh như thế nào cả. Nếu không nói được hay là mình viết đi. Con thấy cũng được ấy ạ. Ờ đúng rồi. Đúng là bình thường, nhiều khi mình rất muốn nói ra những điều hay ho ngọt ngào nhưng mà bị ngượng mồm ấy bố. Thế thì có khi viết ra sẽ dễ hơn rất là nhiều. Đồng chí con dũng cảm, kiên cường, mạnh mẽ. Con trai yêu quý của mẹ, mỗi giây phút trong cuộc sống này mẹ đều mong muốn có con ở bên. Mẹ yêu con rất nhiều. Mẹ Cúc. Cả nhà mình chờ đón anh về. Cố gắng lên anh nhé. Trở về không lằng nhằng, chiến đấu đến cùng anh nhá. Em mời bia. Em Thành. Một cây làm chẳng lên non, chín cây chụm lại sức mạnh lớn lao, hủy diệt kinh khủng khiếp mọi bệnh tật xấu xí và hư đốn. Anh nhất định sẽ cường tráng khỏe mạnh như siêu nhân của Long. Em Út tin là như thế, chắc chắn là như thế. Anh cả cố lên nha, em Út chăm anh. Thời gian qua em nhịn anh lắm rồi đấy. Thế nên hãy nhớ mạnh khỏe và trở về. Để em còn xử lý anh cái tội chuyên gia làm khổ gia đình. Ngày bé ba anh em mình thi xem ai là người chết trước. Ai sống lâu hơn sẽ nhận phần thưởng cơ mà. Anh quên rồi đúng không? Anh là người mê bằng khen phần thưởng nhất ba anh em mà. Thua là kém. Đi sớm về sớm. Nhớ. Bác Công ơi, bác là siêu anh hùng của con. Con yêu bác, ký tên Long siêu nhân. Sẽ chờ anh dù bao lâu đi nữa. Em sẽ không để mất anh thêm một lần nào đâu. Phương của anh. Thank you.
Nguyễn Văn Công đã nhận năng lượng của cả nhà. Nhà mình đã xong chưa ạ? Đến giờ vào phẫu thuật rồi ạ. Cố lên con nhá. Bác Công, cố lên nhá. Cố lên nhá. Cố lên là nhá. Bao lâu rồi anh ạ? Gần 5 tiếng. Bác sĩ ra rồi con. Long, dậy, 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 dậy. Bác sĩ xong rồi. Ca phẫu thuật rất thành công. Thành công rồi mẹ. Yeah, bất công rồi, quá. Cảm ơn bác sĩ. Bất công rồi, quá. Cảm ơn bác sĩ. Mẹ ơi. Một tiếng nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại, gia đình có thể vào thăm. Đấy, bà thấy con trai tôi nó giỏi chưa? Giỏi. Thôi, bây giờ bà về đi nghỉ đi. Không có bà mà ốm đau ra đấy thì lại khổ cả nhà đấy. Tôi về thế nào được, tôi phải ở đây với con chứ. Thì bác sĩ chả vừa nói là con vừa nó mổ xong cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Ở đây đông có được việc gì đâu. Tôi phải ngó tới nó. Thôi. Anh ấy lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu. Ngó nghiêng cái gì, mình đi về đã. Đúng rồi. Mẹ ngồi bây giờ đau lưng đấy. Cúc đi về đi, em bé của Cúc thì đã có người trông nom rồi. Ừ, bà cứ lo chứ, vợ chồng nó chăm nhau ấy còn tốt gấp mấy lần nhà mình ấy nhỉ? Đúng rồi ạ. Thôi đi về. Con ở đây với Công nhá. Vâng ạ. Mẹ về xem cơm nước thế nào. Dạ. Bố đưa mẹ về nhá. Mẹ về đi. Mẹ cứ yên tâm mẹ ạ. Em về em nấu cơm cho mẹ xong. Cơm là tốt rồi. Anh Công tỉnh dậy, chị nhớ nói là đã gửi lời nói với anh Công là anh Công đã cố gắng rất nhiều, anh Công làm rất giỏi và cả nhà đang chờ đón anh Công về chị nhé.